Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái vừa có kế hoạch dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nhà báo Lê Duy Phong, 33 tuổi, nguyên trưởng ban bạn đọc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, cưỡng đoạt tài sản vào ngày 20 tháng 4. Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong một ngày. Trong vụ án này, thì nhà báo Lê Duy Phong, nguyên trưởng ban bạn đọc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, bị quy kết cưỡng đoạt của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái 200 triệu đồng và của một cá nhân khác, số tiền là 50 triệu đồng. Theo cáo trạng, vào tháng 6 năm 2017, thì ông Phong nhắn tin vào số máy của ông Vũ Xuân Sáng là Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái, đề nghị gặp để xác minh một số vấn đề liên quan đến dinh thự của gia đình ông. Tại cuộc gặp này, thì ông Phong đã gợi ý ông Sáng đưa cho mình 200 triệu đồng thì sẽ giải quyết một cách ổn thỏa và không viết bài về nhà của ông Sáng nữa. Sau khi đưa tiền cho Phong, thì ông Sáng đã báo cáo với Chủ tịch tỉnh và đến Công an thành phố Yên Bái tố giác sự việc.